Hamas bác đề xuất ngừng bắn của Israel. Hamas đã từ chối đề nghị ngừng bắn của Israel để đổi lấy việc thả khoảng 40 người bị bắt giữ, theo Wall Street Journal. Wall Street Journal ngày 20 tháng 12 đưa tin, Hamas tuyên bố các cuộc đàm phán về con tin chỉ có thể bắt đầu nếu Israel chấm dứt cuộc tấn công vào Gaza. Thông tin được đưa ra khi Ismail Haniyeh, người đứng đầu văn phòng chính trị Hamas, đến Cairo để gặp giám đốc tình báo Ai Cập và các quan chức địa phương khác, những người đang cố gắng làm trung gian hòa giải cho cuộc xung đột Israel-Hamas. Theo các quan chức Ai Cập giấu tên, Israel yêu cầu Hamas thả hàng chục con tin, bao gồm toàn bộ phụ nữ và trẻ em. Đổi lại, Israel được cho là sẵn sàng dừng cuộc tấn công vào Gaza trong một tuần và cho phép thêm viện trợ nhân đạo vào vùng đất này. Theo Wall Street Journal, lần đầu tiên, các cuộc đàm phán cũng có sự tham gia của các đại diện của phong trào thành chiến Hồi giáo Palestine, PIG, một tổ chức bán quân sự Hồi giáo lớn mạnh khác tại Gaza. Tuy nhiên, cả PIG và Hamas được cho là đã yêu cầu Israel thực hiện lệnh ngừng bắn trước khi bắt đầu các cuộc đàm phán về bất kỳ thỏa thuận tiềm tàng nào. Họ còn nhấn mạnh đến việc thả tất cả các tù nhân Palestine để đổi lấy việc trả tự do cho hơn 100 con tin bị giam giữ ở Gaza. Israel được cho là đang giam giữ hàng nghìn người Palestine. Hơn 120 con tin được cho là vẫn còn ở Gaza sau khi Israel và Hamas đàm phán một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài một tuần vào tháng trước, dẫn đến việc thả hơn 105 con tin để đổi lấy việc Israel giải phóng 240 người Palestine. Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn đã sụp đổ khi hai bên cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận. Hamas đã phát động một cuộc tấn công bất ngờ vào Israel vào ngày 7 tháng 10, theo số liệu mới nhất. Các cuộc giao tranh sau đó đã khiến cho khoảng 20.000 người Palestine và 1.200 người Israel không qua khỏi, cũng như sự tàn phá chưa từng có ở Gaza. Hôm 20 tháng 12, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel IDF Daniel Hagari cho biết quân đội nước này đã gần kết thúc chiến dịch trên bộ ở phía bắc Gaza và đã mở rộng hoạt động ở Khan Yunis, phía nam Gaza. Thưa quý vị và các bạn, Cơ quan Y tế Palestine tại giải Gaza tối 20 tháng 12 cho biết tổng thương vong trong chiến dịch tấn công tổng lực của quân đội Israel vào giải Gaza kể từ ngày 7 tháng 10 đến nay đã lên tới 20.000 người thiệt mạng và gần 53.000 người bị thương. Hầu hết thương vong là dân thường, trong đó trẻ em và phụ nữ chiếm tới 70%. Ngoài ra còn khoảng 8.000 người thuộc diện mất tích và nhiều khả năng đã tử vong dưới các đống đổ nát do các cuộc không kích của quân đội Israel gây ra. Về phần mình, lực lượng phòng vệ Israel cho biết quy mô các cuộc tấn công trên bộ tại giải Gaza đang tiếp tục được mở rộng. Người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari nêu rõ lực lượng Hamas ở Gaza chỉ có một trong hai sự lựa chọn. Một là đầu hàng, hai là bị tiêu diệt. Quân đội Israel phát động chiến dịch không kích dữ dội vào Gaza ngày 7 tháng 10 nhằm đáp trả cuộc tấn công của Hamas vào miền nam Israel sáng cùng ngày khiến 1.200 người thiệt mạng. Trong nhiều tuyên bố khác nhau, cả lãnh đạo chính phủ và quân đội Israel cùng khẳng định rằng chiến dịch tấn công vào Gaza sẽ không dừng lại chừng nào Hamas chưa bị tiêu diệt hoàn toàn. Trong 3 ngày 15 tháng 12, 18 tháng 12 và 20 tháng 12, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thảo luận về tình hình nhân đạo tại giải Gaza trong khuôn khổ phiên họp khẩn cấp đặc biệt lần thứ 10 của Đại hội đồng. Phiên họp có sự tham gia và phát biểu của đông đảo các nước thành viên Liên Hợp Quốc, quan sát viên và các tổ chức quốc tế. Trước tình hình nhân đạo nghiêm trọng ở Gaza và viện trợ nhân đạo bị phong tỏa và không tới được người dân, các nước kêu gọi các bên liên quan ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức, chấm dứt sử dụng vũ lực, tạo điều kiện cho tiếp cận cứu trợ nhân đạo, bảo vệ dân thường và tuân thủ các nghĩa vụ nhân đạo quốc tế. Phát biểu tại cuộc họp, bà Lê Thị Minh Thoa, Phó trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, bày tỏ lo ngại sâu sắc trước tình hình nhân đạo ngày càng xấu đi ở Gaza và chia sẻ những mất mát thương vong của người dân vô tội. Việt Nam lên án mạnh mẽ các hành động tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự thiết yếu, kêu gọi các bên bảo vệ người dân theo luật pháp quốc tế. Xuất phát từ ưu tiên cấp thiết này cùng các nước, Việt Nam yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức vì lý do nhân đạo, thả các con tin vô điều kiện, chấm dứt các hành động thù địch và bạo lực. Tại phiên họp, đại diện Việt Nam thông báo quyết định của chính phủ Việt Nam sẽ đóng góp 500.000 đô la Mỹ cho cơ quan Liên Hợp Quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine, góp phần vào các nỗ lực của Liên Hợp Quốc tại Gaza.
đồng thời nhấn mạnh về lâu dài, hòa bình bền vững chỉ có thể đạt được thông qua một giải pháp toàn diện dựa trên luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của Liên Hợp Quốc. Trước đó, ngày 12 tháng 12, tại Hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết bảo vệ thường dân và tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và nhân đạo với 153 phiếu thuận, 33 phiếu chống và trắng. Nghị quyết yêu cầu các bên ngừng bắn ngay lập tức vì lý do nhân đạo, thả ngay con tin vô điều kiện và bảo đảm tiếp cận nhân đạo, đồng thời nhắc lại yêu cầu các bên tuân thủ luật pháp quốc tế, luật nhân đạo quốc tế và bảo vệ dân thường. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 20 tháng 12, chương trình Lương thực Thế giới WFP thông báo đoàn xe cứu trợ đầu tiên đi thẳng từ Jordan sang giải Gaza đã vận chuyển 750 tấn lương thực tới giải đất này. Theo WFP, đây là lần đầu tiên tuyến đường vận chuyển cứu trợ trực tiếp từ Jordan được khai thác kể từ khi xung đột Hamas-Israel bùng phát hồi đầu tháng 10. WFP khẳng định đây là bước đầu tiên quan trọng mở ra hành lang vận chuyển cứu trợ ổn định hơn thông qua Jordan, đồng thời tạo điều kiện có thêm nhiều hàng cứu trợ hơn đi vào giải Gaza. Cùng ngày 20 tháng 12, Tổ chức Lao động Quốc tế công bố báo cáo cho thấy giải Gaza đã mất ít nhất 66% việc làm, tương đương khoảng 192.000 việc làm kể từ khi xung đột bùng phát, đồng thời cảnh báo con số này còn tiếp tục tăng. Đây là lần thứ hai Tổ chức Lao động Quốc tế đánh giá tình trạng việc làm tại giải Gaza kể từ tháng 10. Trong báo cáo đánh giá lần đầu tiên hồi tháng 11, Tổ chức Lao động Quốc tế ước tính giải Gaza mất khoảng 182.000 việc làm, tức là hơn 60%. Phó Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế phụ trách các nước Ả Rập Peter Raymaker cho biết đến nay, hầu hết không có người nào ở giải Gaza có thể kiếm được thu nhập bằng cách làm việc. Tình trạng này có xu hướng ngày càng tồi tệ hơn. Tương tự, ở bờ Tây bị chiếm đóng, tình trạng mất việc làm cũng xảy ra trên quy mô lớn trong bối cảnh bạo lực gia tăng nhằm vào người Palestine sau khi bùng phát xung đột. Tổ chức Lao động Quốc tế ước tính bờ Tây mất khoảng 32% việc làm kể từ ngày 7 tháng 10, tương đương 276.000 việc làm. Kể cả trước khi xung đột bùng phát và Israel siết chặt phong tỏa kinh tế với Gaza, khoảng 50% trong dân số hơn 2,3 triệu người ở giải đất này sống dưới ngưỡng nghèo. Tiếp tục chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Tất cả các nước Liên minh châu Âu EU ngoại trừ Hungary đã ký một tuyên bố chung tham gia sáng kiến hiến chương gió châu Âu để bảo vệ ngành công nghiệp năng lượng gió ở châu Âu khỏi các hoạt động thương mại không công bằng của các nhà sản xuất Trung Quốc. Trong khi các nhà sản xuất tua bin gió châu Âu đang ở trạng thái không tốt, thì các nhà sản xuất Trung Quốc đang ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn qua từng năm. Mặc dù chưa có tua bin gió nào của Trung Quốc được lắp đặt ở châu Âu, nhưng hầu hết các nước thành viên Liên minh châu Âu EU hiện nay đều lo ngại Trung Quốc có thể thống trị thị trường toàn cầu trong tương lai. Các quốc gia cũng bày tỏ lo ngại, mặc dù ngành năng lượng gió về mặt lịch sử là một câu chuyện thành công của EU, nhưng nó đang phải đối mặt với một loạt thách thức. Nội dung của sáng kiến này bao gồm việc đẩy mạnh quy trình cấp phép, môi trường minh bạch hơn cho việc chuẩn bị các dự án điện gió, cũng như cam kết của các nước thành viên về xây dựng năng lượng mới trong giai đoạn 2024-2026. Mục tiêu cuối cùng là thúc đẩy sản xuất tua bin gió chất lượng cao với các tiêu chuẩn về môi trường, đổi mới, an ninh mạng và lao động bằng cách thay đổi hệ thống đấu giá quốc gia về công suất điện gió. Các nhà phát triển năng lượng gió cạnh tranh để giành được các hợp đồng cung cấp điện dựa trên giá điện mà họ đưa ra và giá thầu rẻ nhất. Những cuộc cạnh tranh này thường ưu ái các nhà phát triển mua tua bin rẻ hơn, sản xuất tại Trung Quốc. Đó là lý do tại sao ngành này đang nỗ lực vận động hành lang để thay đổi hệ thống. Theo điều lệ, EU hiện sẽ lựa chọn các tiêu chí đánh giá sơ bộ hoặc trao giải thưởng để có lợi cho các nhà thầu châu Âu. Trong bối cảnh Hungary là quốc gia duy nhất chưa ký tuyên bố, Thủ tướng Viktor Orbán trước đó đã nói rằng chính phủ sẽ không chấp nhận bất kỳ loại áp lực bên ngoài nào và sẽ luôn đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu.